đốt đi. Rồi, cho Ba Phi chào tất cả các bạn nha. Nay làm tiếp món gà các bạn. Biết gì giờ ăn không biết ăn gì cứ cứ ăn gà hoài. Gà có ba gà con nữa nè, thấy không? Có nè. có mấy gà con nữa các bạn. Nè. Cô xin đi ra con. Đó, các bạn này là nó chứ mấy con đó là mấy con ngân con cu hay chị đại? Cu. Con chim á. Rồi gà này bữa hả mình ốp thôi rồi bữa nay làm cái gì? Nướng. Giờ tối rồi làm nướng cho lẹ. Dạ tối hả? Giờ ngồi massage cho nó thấm nè. À, mới đi về ngang ghé thấy gì đông đông vui quá, mình ghé nhà cho vợ thấy em vợ đang làm gà. Rồi sẵn mình quay luôn các bạn. Đây có hũ sa tế nè. Hũ sa tế nè, Bảo Nguyễn mới mua về. Giờ là ốp vậy là xong chưa Tài? Bây giờ các bạn chờ xem theo dõi video tiếp theo của Ba Phi cách mà nướng gà mới nha. Gà xuyên tầm vòng nè các bạn. Một con gà mà chơi nguyên cái tầm vòng nè, nó các bạn cái tầm vòng này cỡ khoảng 1,5 m à. Gà xuyên tầm vòng. Cũng cái con này gì? À trâu gắt bếp, con này là gà gắt gắt ha. À, chưa đốt lửa chưa đi ra ngoài. Nó 2 kg ha Bảo. Gà này cũng mới mua nha các bạn là 2 kg gà này, gà đất luôn ha làm sao? Hả? Này gà là Long Định hả? Này gà Long Định các bạn, không phải gà đất. Bữa hôm mình quay clip gà mình quên chia sẻ con gà gì. Gà này là cũng chiều mấy anh em là Hùng mua 200.000. Trời ơi. Ê, phết vô. Nướng vô khô phết vậy. Để phết cho đại. Có con gà mà nó chơi win ca tre nó khủng. Ê nãy quên nó xả. Giờ mình lấy cũng đâu có muộn đâu mà sợ. Mai chiều cũng đông vui nha các bạn. Đây là thành viên mới cột gà này là em vợ là Tài Nguyễn nè, kinh Tài Nguyễn nha các bạn. Tài Nguyễn xây mặt lên cho mọi người xem cái coi. Chá đèn không thấy gì hết á. Đó. Đó. Thành viên đó là Tăng Máp nè. Tăng Máp nè. Con Tiên Nguyễn ẩm cô xin không được chút xíu đây. Con nít không được. Đây là thành viên Bảo Nguyễn nè các bạn. Bảo Nguyễn đẹp rồi. Tay ra Bảo nè. Bé đi vậy. Nó bị bắt đầu. Tại giờ này hơi tối quay cái video nó cũng hơi nó không được nét các bạn thông cảm nha, mà cái điện thoại này là chắc ok rồi mình thấy. Quay qua vậy luôn nè. Ừ bên đó sổ qua luôn. Cái chỗ này nè, sát chỗ này cái nữa được rồi. Cái này hồi nãy không bỏ bị vài củ tỏi vô đổng cho nó ngon. Giờ bỏ đâu muộn. Giờ bỏ đâu sao. Ừ. Vậy? Có củ tỏi hay củ hành gì đó. Xỏ vô cái đầu luôn nè, muốn cọ mấy cái cổ vô đầu luôn nè. Kiếm. Lắc quái cước kìa. Tăng tăng vô đổng kiếm vài củ tỏi cho tăng. Đúng cây nè. Kiếm vài củ tỏi bỏ gà cho thơm thơm. Ừ. Vậy là còn đâu. Lát nó tuột, còn vậy lát nó bị tuột. Có con gà mà thấy làm cũng công phu kỳ công nha các bạn. Nói biểu lấy tiền uống tiếp rồi, cũng trả tiền giúp em mà lấy mà trả tiền số phiếu đợt này khổ ý, lấy tiền giúp em sao hơn được. Tại vì cứng thì sống rồi. Chưa ngày mai giúp em nè. Tôi nói lần này tao không đưa tiền giúp em, tôi biết chưa đừng nói. Ai giờ không có tiền cọc rồi, giờ không có tiền cọc trả tiền giúp em. Khoan, còn có mấy cái mề chi? Dồn vô. Lột ra mấy đẻ tỏi. Vậy thay vì hồi nãy không bỏ mấy con cu con vô đống luôn Tài. Sao chính? Chính. Dẫn chính có mấy có mấy người nó làm nó bỏ trứng vịt lộn vô trong trọng nó luộc luôn nó ấy luôn đó. Nãy bỏ mấy cu con vô. Vô chơi cho chừng chúng em mà chiên. Ở tí. Bỏ mấy cu vô luôn đi. Đây có mấy con cu nữa các bạn. Cu này cu Indo các bạn, cu người ta tùy theo dòng kêu kinh cu Indo, cu Coro với cu Block hả? Có cu Việt Nam thì nó không có đây nha các bạn. Có hả? À, không có. Không có. Cái mề nhét đây nè, mề nhét trên nè, mề nhét trên nè. Mẹ.
máy nhạc nó lên dính, dính liền. Ghê ra. Còn đi tắm chưa? Dân ăn chơi ghê quá. Tắm sớm nè, chứ nắng, tắm ngủ mà được. Tắm tiếp, tắm hoài, nực tắm hoài đó, không chết luôn. Giờ lửa cháy cũng gần có than nha các bạn. Che xuống à? Dạ. Ngồi cũng té hay gì chứ phải. Đây là mấy thành viên đang chờ đợi mồi chín nè các bạn á, mình bị sập hố gà. Chào các bạn nha. Khói ở tận ra nha các bạn, tại nóng quá, thời tiết nóng quá. Chào các bạn nha. Nóng quá nóng rồi. Đăng lại ra. Xa ra ngoài kia nữa, cái dài sọc nè, rồi lấy con gà để lên. Ê, lại tôi làm sẵn cho lại ăn nè. Trùng má chị Mai xuống. Gà đâu? Trùng má chị Mai lụm lên. Gà đến đầu tao nè. Đây nè, đây nè. Chị Mai xuống đâu chị? Xuống đây, xuống đây. Đấy, cầm giữa muối ớt không á, cầm cái đầu á. Ai? Chết ra là không đều rồi. Quá nóng quá. Ủa sao giờ mà mà không? Một cây nữa mới đủ, để cho đồng á. Không, một cây nữa đi. Mày làm gì tẹp bẹt, cái xíu xẻo vậy, mày để cho đồng nó ngang qua, vậy là tự động nó đứng à. Gà gắt chèo. Cái này nóng nóng rồi, nó thấm từ từ được rồi. Mày dịnh đây tí. Nó làm cái gì, tao thấy cái cây mẹ vừa xéo xẻo rồi mấy. Mày muốn ơi. Hả? Muốn. Cái lên đi, cái vừa xong. Cái mẹ vừa đây nè. Xong rồi nóng, không có ngay. Cầm đi, dịnh đi, tao làm cái nữa là hết rồi. Bảo kìa. Nó dễ tao chửi không à. Nghe kìa. Tao mà hiền nhất mà nó dễ cho tao chửi nó không à. Trộm. Vâng, má Ngọc Danh chịu bảo tức. Không mở led lên à. Có mở rồi đó mày. Nóng quá. Ủa sao cây kia rớt rồi? Để vậy để cho nó ấy đi. Lát dựng lên sao? Nó biết thì mua 3 ống lon lên chứ dựng 2 đâu uống đâu. Kỳ vậy? Làm con gà ăn đêm cho nó mới một chút. Nó khác người ta phải không? Ừ, ăn cho khác người ta. Giờ đúng 9 10 giờ mình ăn nó mới chị ngon lành rồi. Đói thì đói ăn có cảm giác nó khác. Không, không. Không. Ăn mới đói con quất có nửa ký bún này. Này có nè. Này chắc nghi chút hết xương luôn quá. Tháng này nắng, tháng này nắng cao ký luôn á. Ai uống? Để anh kêu hai bé đi đi. Có cái giá nè. Ừ, khỏi lấy giá ra lên dừng hai lấy tay bóc bỏ qua được rồi. 50 liền. Giá của ai vậy? Giá của ai vậy? Giờ mà cảm giác là tôi mượn trước cái. Bây giờ bảo làm clip ăn than đi bảo. Sợ chịu view luôn. Con khùng chứ đâu có mát. Sợ chịu view á bảo. Siết ổ thật mà. Làm đêm sáng vậy là nhà được gì ta nè. Nó thì bây giờ ai mà ăn than là đúng rồi, cái bị dẻo đó. Dứt qua cái cây kia ra đi, lấy cái than tỏ bỏ vào bên gà. Chưa dưng quá ơi. Không quay không? Không. Đây được tao. Nó không có tao thì không có tao thì mày không có làm ăn gì được luôn á. Hậu ngày không cứt càng hết ha đâu ha. Ừ, có tao là tao hốt ăn ráo mình tao rồi đó. Ừ. Ê mai mày có nhà không?
mai Quy nó về nó điện mà mày rút nó ra nha. Con rồi. Ủa nó mày rồi hả? Trời ơi, anh lấy không? Phải đâu có. Sao? Nó giờ lấy phả than ra ấy than vô qua bên gà các bạn. Công tư. Của nhà. Để chiếc qua. Nó than lực tỏ. Này phải có củ phai lang, phai mì đồ nướng ngon ha, bắp rồi ha, để dưới ké rồi ha. Thầy luôn. Có bắp chuối nướng được nữa. Bắp chuối đó. Bắp chuối đâu? Hai bắp chuối mày đó. Ủa ông Nguyễn mày có hai bắp chuối đó. Đó, nó vàng ươm luôn các bạn. Lửa đỏ lói luôn mà nóng quá. Đứng gần lửa nó nóng táp quá các bạn. Quá nóng. Chạy mỡ các bạn. À, thấy giờ gà chạy mỡ quá ngon các bạn, nó ươm ươm mỡ ra xuống lửa than các bạn. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Đó các bạn thấy trên nó chạy mỡ không? Có dầu mà không cho đâu. Đó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Chạy mỡ nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Chiều trương gơm ở này nhìn thèm quá. Đây, chắc chút hết xương luôn quá. Xương mới ăn không? Đúng rồi, cái bạn nó vậy đi không sao đâu. Tại đó là cái giò nó để sợ nó không chín nè. Nhìn coi cái giò dứt đại ra cho cái giò đó, nó không chín nó giò. Vậy thấy rõ hơn chạch đèn vô phải không? À, đừng xịt đèn nó là bẩn mùi, nó chá ngược ánh sáng. Thẳng đam á. Thẳng đam, cảnh cực thẳng đam. Dạ. Chá như vậy. Kệ không sao đâu. Này chắc 15 phút nữa là chín ha. Da, da nó vàng các bạn. Để vô nóng hư điện thoại luôn. Dạ ăn cơm chỉ 5 ngón được không? Biết tiếng cò gì không? Xèo xèo luôn. Muốn đại vô để cái đầu dĩa cái đầu. Hai giò luôn. Hai giò ngon lắm á. Được chưa? Nó là lửa táp chứ à. Điều cái đó, quay cái nữa, lại lên nóng dữ lắm. Là dầu ở trái á. Trời ơi, quay ớt cái má ơi. Gì? Nào. Giờ quay đâu nữa? Nhấm lên. Lửa chắc chín. Vàng các bạn. Quá ngon các bạn ơi. Đó, để mình rùm lại. Các bạn thấy gà hấp dẫn quá. Tối nói chung là này cũng cực công nha các bạn. Thời tiết nó hơi nóng nắng nóng mà chắc tối nữa. Nhưng mà nhìn hấp dẫn kệ. Làm cho các anh em xem làm lâu lâu làm lạ bỏ tốn công chút xíu. Mua quên hợp đồng với bà mua tròn nữa. Cứ bao bữa giờ mua tròn lại qua không bữa giờ mua tròn thôi. Phải ăn đồ nướng thôi. Mốt là cái lấy tiền mà bán trò đi mua gà về làm ăn tiếp phải không? Quá hấp dẫn, đóng nhìn quá đẹp. Gà này nhìn thấy hấp dẫn xúc phạm tới người nhìn luôn á. Thúi cũng phải người nhìn mà đẹp có hấp dẫn người nhìn. Con câu nó hoài. Tí thơm không đấy? Thơm chứ bộ, nãy đi ngoài thơm vô bốc mùi. Thơm nữa hả? Cái này nó có ngũ vị hương lên nữa là nó nứt trứng luôn á. Quên á, chịu mua quá. Không có gì mua gà đó, nó đầu nướng rồi thì mua thêm đồ ướp, không mua. Để nó xảy kia xuống. Cái đèn kia đổi vô không cả. Dương Phi á là ăn gà nướng. Cái đèn vô chạy. Không được rồi, anh râm lại thấy xịt đèn vô chá. Đúng rồi, xịt vậy được rồi. Đó các bạn, giờ nước nó chảy các bạn. Nước nó chảy giống như mà gái 18 các bạn. Đó, các bạn thấy hấp dẫn không? Thấy nó sôi đâu, cái đùi sôi ra không? Bao chín. À. Đất còn hơi trắng. Quá đẻ các bạn ơi. Lửa than này gần rồi. Đặt xuống, đặt xuống thì lát thì chảy nước ra uổng. Người ta thấy hình như có mấy trẻ trẻ nó ngủ rồi đây. Nữa. Không có bao nhiêu tiếng không có thấy. Bé 18 hả? Bé 14 lớp 7 chơi được không? Được nhưng mà nó lâu ra. Lâu ra.
Chị lâu ra chơi cái tuổi đó là lâu ra lắm. Cả 10 năm mới ra. Cái đó uống cái cốt ăn cái ghét. Cái đó vừa rin nè. Rin cái đó mới rin. Hãy chơi ra 7 8 mà chơi được rồi. Đầu này nè, cái đầu. Rồi các bạn, giờ gà cũng gần chín nha các bạn. Là nói chung là da nó cũng vàng lắm các bạn. Nhìn chung là cái nó, các bạn thấy không các bạn? Nó vàng đều hết ráo chứ nó không có chỗ khét chỗ đen nha các bạn. Nay là món gà này quá hấp dẫn tuyệt vời luôn các bạn. Trên cả tuyệt vời luôn, thành công món gà này. Rồi giờ chuẩn bị khiêng vô đi. Rồi nha. Phúc ép vô về các bạn. Nó ghé đầu về. Phúc Phúc cái đồ đi nó đi đầu thú với công an rồi. Hai bên hông. Ánh sáng nó hơi bị tối các bạn thông cảm nha. Hôm nay mình không có review ăn ở ngoài ruộng nha các bạn, vô nhà. Tối quá rồi. Giờ chính rồi phải không? Rồi giờ khiêng vô các bạn. Giờ khiêng vô xong để ra cho đập lửa. Sạn sạn lá chuối ra tao mát. Rồi vô đây anh sáng cái rồi. Rồi bỏ luôn đi, luôn đi. Rồi để mai tết. Quá các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Rồi để vô lá chuối đi. Dạ, bố dạ. Thôi dừng. Rồi lấy rồi cắt ra. Đấy. Chụp cái gì tấm hình đi. Go. Rồi chuẩn bị công đoạn tháo ra đi. Cắt xuống rằng sao đi được. Nãy ác tự thường. Thôi chứ hình dạy em còn nét không? Nét có nét gì vậy? Không à, anh chụp đây cũng nhiều lắm nè. Anh chụp trên đây 5-6 bôi luôn. Lấy kéo cũng được. Chưa ngủ nè, đồ ba không nè. Đi được đâu đi. Đó, các bạn thấy hấp dẫn các bạn. Nó vàng đều hết luôn nha các bạn. Nó vàng đều luôn chứ không có chỗ đen chỗ vàng các bạn. Gà con. Nóng. Nóng. Giờ cắt ra các bạn. Kêu bảo sản kéo. Quá đã các bạn ơi. Nóng hả xin. Dạ. Trời ơi xin. Uống xong đã chạy ra tiếp. Sạn kéo lên bạn. Con vừa ngủ à? Uống xong à, đã. Còn cái đầu nữa là à, quên nữa có một cốt nữa. Ai hả? Hả? Gọi một cốt nữa có nhà không? Đúng không? Trời, thôi gọi nữa đi qua đặt cho thích cho mày. Thôi đi vô. Trời ơi. Gọi thằng qua ở tới 12 giờ trên chưa về nhá. Ngủ lủng. Bây giờ cũng mời anh em nha. Đó, anh em dùng thử miếng gà và với nhóm của bà Phi nha. Cảm ơn anh em. Ly. Đi xuống ly đi. Cảm giác da nó giòn không? Không, con không được gì. Cô Bảo ăn mè hả Bảo? Được đó. Cái gì à? Dạ. Ngon quay phim xin review con nào ăn bảo được đây xin review xin trắng miếng tỏi ăn à bây giờ thằng lấy tay nó giấy cũng đi rồi xin đi vô được rồi xin ăn như đó được rồi con nó giấy được thằng lấy giấy luôn chứ mày nấu hết bình sữa chưa em biết mày nó giấy đi giấy thằng lấy cao luôn đi cái này thì tay nào không của con đi đi bay tỏi chín chưa chín ráo nè đâu tỏi rồi nè có miếng tỏi chưa để ăn sống sống thì vẫn ngon tỏi nồng ăn luôn. Con này chín chưa chín rồi để con này nó ăn sao mời anh em không
thử miếng ăn nó ngon chấm chanh các bạn. Mà review con gà con nè, mà các bạn xem con gà con nó có trứng nữa nè, thấy không? Con gà con nằm trong ruột của con gà bự có trứng nữa nè, mà review cái trứng thử coi. Ồ, trứng nó ngon hả? Ồ, mày giống con mấy giấy. Giấy ngào nhau cái giấy hết giấy rồi. Ừ, đó đang là gì chú hai áo con gà nè, con này không tính ra đậu mặn đâu. Để chứ mình sao mà vừa ăn rồi nhưng mà ăn đâu ăn xin đòi ăn hoài luôn hết xin miếng nữa nè. Ngon quá. Nó ngoài mặn chứ trong không mà. Kiểu giống như gà muối. Nó tăng ăn cái thế ngon tăng. Quá ngon quá. Ồ cay quá hả? Mọi người giờ đi đừng ăn nữa. Cảm giác thịt nó ngon, nó ngọt, nó dai mà con gà giò coi. Chừa tay được coi. Mình lau giò lấy chừa tay. Rồi, mời cả nhà ly bia nha. Dùng chung với anh em của ba Phi nha. La ru. Bia La Ru. Quá đã. Cảm giác nó ngọt, nó đã quá. Giờ nướng mà uống bia của này thầy. Nướng nãy giờ nó nóng nực rồi bây giờ có bia vô giải khát nó mát. Trời ơi. Rồi vô đi vô vô rồi. Con cu nó chưa được chín. Còn nước than không? Còn. Không kể nó cũng ngọt được rồi. Vô nội đi. Lên nướng lại con cu. Vô đi nội xin. Chút nữa ly gai. Ngồi xuống chút nữa ly gai. Khoan từ từ. Cho nó quay cảnh rộng, quay cảnh hẹp quá, quay cảnh rộng mà có người xin ngồi quay cảnh rộng được. Đá ơi. Xin chim vô ngủ với nội cho con. Ừ, chấm chanh không ngon bộ. Ừ, ngon chua chua. Mà nói chung đậu mặn đâu. Mặn ngoài thôi. Mà không thấm được đâu. Nó nóng. Vô ngủ xin. Dạ. Khùng này bắt nhạc. Rồi, mời anh em nha. À, Phi cũng uống bị ăn ly hai ly gì chơi. Còn mình nướng xong con gà mình lòi được cái cây nữa không? Mai mình để mình làm này kia cũng được. À, vô đi Bảo, vô đi. Rồi, mở bạn cái đây. Mở bạn cái nha. Rồi, vô. Đó, cũng có... bạn đi. Cũng... cũng có 4 anh em nha các bạn. Tài Nguyễn, Bảo Nguyễn. Tân Nguyễn, Tí Nguyễn. Từng thành viên hết. Bị ngon quá. Tên là Nguyễn không à. Nướng gà nóng mà còn trời ơi. Còn lon bia trong tủ lạnh mà quên lấy ra cắt cơ. Chứ cái đi, bị cạp miếng vậy. Cái ăn xương do cạp miếng rồi. Chứ cái đi. Không mấy anh nè, tới đây. Gà nướng siêu cay. Rồi, Tí Nguyễn mời. Mời các bạn nha. Vô lợn mềm quá ngon. Đừng ngủ đi. À, cho người Tài nó ăn hết cục này quen người Tài nó ăn cho người ta thấy thèm mà với người Tăng này xong rồi cho thả dùng cho cô xin đi. À, thấy nó ăn chảy nước miếng quá ngon quá các bạn ơi. Ăn có dịp à, thằng mát nó ăn mà nó nút mà. Quá ngon nướng đúng sách luôn dán được giòn. Nghe luôn xương quá. Ngon quá. Này ăn không còn xương rồi. Đó, Bảo Nguyễn ăn à. Đó, người đừng là ăn vậy nè. Bảo là phải ăn vậy nó mới ngon à. Ăn cái này mai tính tính tiền xe đưa nó trả gì đẹp quá trời. Ăn cái này mốt ta nói mình người đừng nhúng. Thua. Con nước chấm mới nha các bạn, chanh chấm chanh không nha. Con này chín rồi. Dạ mà. Con nó sao còn đỏ cái trứng bự quá.